có thể nói là đang đặt trên tay nhiều kỳ vọng vào một mùa giải thành công cùng với Borussia Dortmund. Một loạt các cầu thủ quan trọng của họ đang có được phong độ tốt và mặc dù vẫn đang phải đối mặt với cơn bão chấn thương, nhưng có thể thấy là cho tới điểm này Dortmund hoàn toàn tự tin cho chuyến làm khách lần này. Trong một trận đấu như thế này thì sân vận động Red Bull Arena sẽ chật kín khán giả. Một cuộc đối đầu lớn ở Bundesliga. Đội trưởng của Arminia Leipzig là thủ môn Peter Gulasic, trong khi đó vẫn còn đội trưởng của Borussia Dortmund thì lại là Marco Reus. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 thì đội chủ nhà Arminia Leipzig sẽ chấn giữ khung thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn trong bộ trang phục màu đỏ. Người ta nói rằng đây sẽ là một trận cầu nhiều bàn thắng trên sân Red Bull Arena với phong cách chơi của hai câu lạc bộ mà chúng ta đã được định hình rất rõ nét trong những năm gần đây, và hãy cùng chờ đợi điều đó sẽ trở thành hiện thực. Một trận cầu mang tính công hiến. Bàn thắng dành cho RB Leipzig ngay lập tức. Tỷ số là 1-0. Willy Orban là người đã lên tiếng. Và lúc này thì Willy Orban thậm chí là còn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương của mình. Một tướng cố định. Phút thứ 6 của trận đấu này và tỷ số được mở cho đội chủ nhà. Hãy xem cái cách mà Willy Orban di chuyển và sau đó đánh đầu hạ gục thủ môn Alexander Meyer. Cầu thủ đã không theo kèm được đối với Willy Orban, đó là Slotterbeck. Quá chậm. Chỉ chậm một chút thôi và ngay lập tức là một bàn thua. Chắc chắn là sẽ còn rất nhiều những diễn biến hấp dẫn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Sự khởi đầu với bàn thắng của Willy Orban có thể coi là tương đối suôn sẻ, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước. Vẫn còn Nkunku. Cơ hội dành cho Szoboszlai. Đó lại là một tình huống dứt điểm hơi nhẹ. Anh Cucu di chuyển nhanh và sau đó quan sát rất kỹ trước khi tung ra đường chuyền. Mario Swoop rất bình tĩnh và đây là cơ hội. Không được. Đường chọc khe dành cho Timo Werner. Thêm một cơ hội nữa, Timo Werner. Không có bàn thắng. Không có bàn thắng cho các cầu thủ RB Leipzig. Mọi thứ diễn ra rất nhanh và đó là một pha bóng thông minh của Timo Werner. Trời mưa cũng sẽ khiến cho mặt sân trở nên trơn trượt hơn. Cú sút xa, những tiếng cố định cũng sẽ trở nên đặc biệt nguy hiểm. Không được. Đã không có bàn thắng cho các cầu thủ Borussia Dortmund. Đây có lẽ là cơ hội nguy hiểm nhất mà họ đã sở hữu kể từ đầu trận. Và đây là một cơ hội nữa dành cho Timo Werner. Không có ai kèm. Không có bàn thắng. Timo Werner đã chơi rất tốt ở phương diện kiến tạo và tìm ra những cơ hội cho đồng đội. Nhưng lần này khi Slotterbeck mắc sai lầm, anh đối mặt, chỉnh ngắm rất kỹ và sau đó dứt điểm ra ngoài. Quá đáng tiếc. Bây giờ thì chắc chắn là bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ RB Leipzig. Vô cùng đẹp mắt. Szoboszlai. Tỷ số là 2-0. Cú đá có thể nói là không thể cản phá. 2-0. Trận đấu trọn vẹn với đội chủ nhà. Ngay sau khi Timo Werner đã đánh mất đi cơ hội của mình thì người đồng đội của anh Szoboszlai đã lên tiếng. Liên tiếp những đường chuyền sai. Và hãy xem lại cú đá này. Đúng là không thể cản phá. Lực đi và quỹ đạo bay là rất khó. Dominic Szoboszlai đã đưa RB Leipzig đến với bàn thắng thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay. Không có một cơ hội nào cả dành cho thủ môn Meyer. Nkunku. Quyết tâm là thứ đang được thể hiện từ cầu thủ áo đỏ. Không vào. Lại là Timo Werner.
đấu đầu tiên của mình. Timo Werner suýt chút nữa đã có một tình huống đá phạt lưới nhà của Jude Bellingham. Thêm một cơ hội nữa dành cho Werner, và bây giờ sẽ là bàn thắng. Rất đồng đội. Ngay sau khi vào sân thì Haidara đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Timo Werner có thể là không giỏi trong việc tự mình thực hiện những cú dứt điểm, nhưng đây là ngày mà anh đã tạo ra vô khối cơ hội cho những người đồng đội của mình. Số 11 vẫn xứng đáng được dành tặng những lời khen. Đây là cách mà các cầu thủ RB Leipzig đã pressing, giành lại bóng và phối hợp với nhau. Không có một lỗi việt vị nào cả. Một bóng mà thể hiện được sự áp đảo của các cầu thủ áo đỏ. Họ tích cực hơn nhiều so với sự hời hợt của hàng phòng ngự Dortmund. Sau khi để mất bóng, các cầu thủ RB Leipzig ngay lập tức tiến tới khu vực 16m50 của đối thủ. Leipzig phản công. Đây sẽ là De Silva. Và như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. 30 giây bù giờ ngắn ngủi. Bởi dù sao thì Borussia Dortmund cũng không thể lật ngược được tình thế nữa. Marco Rose với chiến thắng 3 sao cùng đội bóng mới. Những người đã ghi bàn cho RB Leipzig ở hiệp này là Willy Orban, là Szoboszlai và Haidara. Đó là một chiến thắng xứng đáng của đội chủ sân Red Bull Arena. Họ đã chơi hay hơn đối phương, hợp lý hơn đối phương và tinh thần cũng là tốt hơn rất nhiều. Trong khi đó thì ở thái cực ngược lại, Dortmund sẽ phải nhìn nhận lại quá nhiều điều sau trận thua này, và họ còn đánh mất đi vị thế của mình trong cuộc chạy đua ở vào một vòng đấu mà như chúng ta đã biết, Bayern cũng đã có một kết quả hòa trước VfB Stuttgart vào thời điểm hiện tại. Nó không quá tệ với Dortmund, nhưng họ đã đánh mất cơ hội để vươn lên.